thì giờ máy đang lắp ráp test máy bàn giao máy xay thớt gạo đa chức năng A3002C cho khách hàng tại Bến Tre. Mời quý bà con cùng xem chất lượng gạo ra cực kỳ đẹp, ít vỡ, sáng bóng, gạo sạch 100% nguyên chất. Xin mời bà con. Chú với anh thấy con máy này hoạt động như nào? Đẹp rồi, tốt rồi. Ok đúng không? Rồi bây giờ mang này về cho cô ở nhà nhá. Là bố vợ đi mua máy sắt gạo ở Bến Tre. Bây giờ chúng tôi đang test dòng máy sắt gạo hai chức năng nghiền sát sàng rung A3002CH cho chú ở dưới Bến Tre. Bây giờ là nguyên liệu lúa đã cho vào. Bật công tắc khởi động cho máy chạy, sau đó là chỉnh áp gạo xuống và chỉnh công tắc sao cho gạo ra trắng đều đẹp theo ý của mình thì dừng lại. Gạo ra qua sàng nung để tách gạo tấm bụi ra và gạo nguyên hạt ra. Bà con có thể nhìn thấy là gạo ra rất đều và đẹp. Với dòng máy sử dụng điện một pha gia đình 220V và với giá thành cực kỳ hợp lý chưa đến 10 triệu, chúng ta có thể sử dụng được một dòng máy sắt gạo quá là tuyệt vời và có chức năng là sát gạo, sàng nung và nghiền các loại hạt ngũ cốc, lúa, bắp, gạo ra thành cám và nghiền chấu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm để phục vụ cho chăn nuôi trong gia đình. Bà con có thể nhìn thấy gạo thành phẩm cực kỳ là đẹp. Mọi người xem chấu đã nghiền. Đó. Đây là nguyên liệu vừa ra nha bà con. Đây là ra thành gạo này. Còn đây là chấu và cám nghiền ra chung đây. Mọi người muốn mà nghiền nhuyễn hơn thì chuyển qua bên đầu nghiền. Bây giờ chúng tôi sẽ test qua đầu nghiền cho bà con. Nghiền cám, khởi động máy lên. Rồi, cám mình cho vào trong cái đường này, nó sẽ từ từ hút xuống. Mình bỏ vào này, nó sẽ tự hút này. À, nó sẽ tự hút vào này, thấy không? Rồi, nhìn nó tự hút vào nhá. Bây giờ là sẽ đổ cái chấu nghiền và cái chấu chưa nghiền ra để bà con cùng thấy. Mình cho bò ăn được quá. Cho bò ăn được. Đó, thấy không? Khi mà chấu đã nghiền ra thành với cám ạ. Nó cực kỳ là mịn. Đây là chức năng của con máy này là sắt gạo và nghiền bột. Đây là công tắc ở giữa. Khi nào mà sắt gạo thì mình chỉ cần việc mở công tắc này lên thì máy sắt gạo và sàng rung sẽ cùng chạy. Đây. Đó. Rồi khi nào mà mình tắt đi thì mình sẽ dừng lại. Rồi. Khi mà dừng lại muốn chuyển qua đầu nghiền thì tắt để cho motor dừng hẳn. Rồi bắt đầu là mình chuyển qua công tắc đầu nghiền. Ok. Rồi. Khi nào tắt thì để vào giữa. Xong. Cực kỳ đơn giản, không có gì hết. Bỏ lúa vào bắt đầu nó chạy, khi nó chưa đầy cái ống này á thì là nó sẽ chưa sát sạch 100% được. Kệ nó, khi mà nó chạy ra khoảng chừng ký á thì bắt đầu là nó vấy sạch gạo được, thì là anh sẽ đổ cái một ký còn sắt thoát lúa đấy anh đổ lên trong này. Dạ, với lại cái đoạn cuối cùng cũng vậy, khi mà nó hết anh ngừng không sát thóc sát lúa nữa ấy, thì anh sẽ múc lên ký gạo anh đổ lên trong này là nó sẽ đẩy ra hết, nó sẽ đẩy ra là không còn bị dính lúa nữa, cái đầu và cái cuối. Đó, mình lưu ý cái đấy thôi. Nha.